Câu hỏi đầu tiên mà mình muốn đặt ra với Tuyết Dung ấy đó là bạn đã đến với bóng đá như thế nào và ai là người mà đã truyền cho bạn cái niềm đam mê với trái bóng? Em nói chung là em đến bóng đá ngày ngày nhỏ ấy, thì em cũng hay chơi với cả bóng đá với cả các bạn nam ở cùng xóm. Nhưng mà hầu như là mọi người ai cũng biết về, thế là một lần nó có thông báo lên tuyển sinh, Hà Lan tuyển sinh trên TV ấy, thì bác em thì biết em thích chơi bóng đá thì có bảo bố em là cho nó đi thử xem nào. Thế là bố em bảo em thì em nói chung là em là thích em thì em thích quá rồi, em nghe thấy thế này em lằng lặc rồi bố cho đi. Thế là bố mẹ cũng ủng hộ mình, thế là cũng cho em đi lên huyện thi. Thế là em được bố mẹ cái hôm đi thi chắc là nhớ mãi, bố mẹ rồi các anh chị mấy bác đi theo cổ vũ chúng gia đình em ủng hộ cho em theo bóng đá. Là một người rất là may mắn khi mà bạn đã nhận được Vâng sự ạ. ủng hộ như vậy. Vậy thì là một Vâng. người con gái và xa nhà từ nhỏ để tập luyện bóng đá như vậy thì Thế Dung có gặp phải những khó khăn nào và bạn đã vượt qua nó như thế nào? Thì em nhớ năm 13 tuổi em đi bóng đá nhưng mà cũng còn nhỏ anh. Thì được lúc đấy thì mình xa nhà, lần đầu tiên xa nhà tôi còn nhỏ. Mới nhớ nhà lắm, nhớ nhà kinh khủng. Lúc đấy còn nhỏ nữa mà không có điện thoại như bây giờ để gọi về tiện như bây giờ. Mỗi lần nhớ nhà nhiều khi ngồi một mình thì khóc rồi sao. Thỉnh thoảng nhớ nhà quá chạy ra điện cách cách tội khoảng nửa cây. Gọi điện về nhà mà ngày đấy nhà em chưa có điện thoại bàn, phải gọi sang nhà xóm ấy, nhờ cô ấy gọi bố mẹ sang để nói chuyện. Nói chung là ngày xưa đi thì nó khó khăn nhiều nhưng mà mình nghĩ sao mình thì một phần vì đam mê bóng đá, sau vì một phần thì mình muốn có một cái cuộc sống giờ đấy lại rất là hâm mộ chị Thanh ấy ạ. Là làm sao Chị Văn Thị mà Thanh. đấy vâng ở đấy em cũng có xem SEA Games 2023 ở Việt Nam thì có rất là hâm mộ chị, khi biết là mình vào cái đội mà cũng có chị ấy thì mình cứ đặt ra cái mục tiêu cho mình làm sao là phấn đấu làm sao mà là chị lấy chị là tấm gương để phấn đấu, làm sao mình nỗ lực hết mình để làm sao mình thi đấu ở những cái môi trường đỉnh cao. Như vậy vâng là Văn Thị Thanh là một trong những người đã truyền cho bạn những cảm hứng đầu tiên với trái vâng bóng đúng đúng không rồi ạ? ạ Và mọi vận động viên và đó cũng là niềm vinh dự nữa, đó là khi mà chúng ta được trở thành một tuyển thủ quốc gia. Vậy thì cái câu chuyện Vâng. lên tuyển của Tuyết Dung thế nào và bạn có thể chia sẻ một vài cái kỷ niệm về cái lần tập trung đội tuyển đầu tiên của mình được không? Vâng, thì em vẫn nhớ mãi là lần tập trung đầu tiên của em là vào năm 2011. Vào cuối năm 2011 thì năm ấy lần đầu tiên em tập trung đội tuyển và đá giải Đông Nam Á. Thế này, lúc đấy lên em còn trẻ nên bỡ ngỡ rất là nhiều, nên nhiều các chị lớn nhiều khi mình còn sợ ấy, không mạnh dạn đi chân chân không mạnh dạn ấy, nhưng mà được các chị bảo ban rồi chỉ dạy rồi được các chị nói chung là các chị cũng biết mình trẻ nên các chị cũng chỉ dẫn rất là nhiều, nên là mình nhìn các chị học hỏi theo các chị rồi cái năm đấy thì cái giải đấu đấy thì tuyển Việt Nam giành vị trí thứ ba. Thì em cũng tuy là không được vị trí cao nhất nhưng mà em luôn nhớ mãi về cái lần đầu tiên mình lên vì mình bỡ ngỡ rất là nhiều ạ. Và sau cái lần đấy thì mình đã trưởng thành nhiều hơn. Như vậy là bạn đã tập trung đội tuyển khá là trẻ đúng không? Khi mà mới khoảng Vâng. 18 tuổi thì bạn đã được gọi Vâng lên đội tuyển quốc gia rồi. Vậy thì thể thao thì nó luôn gắn với những cái thăng trầm, có lúc thành công và cũng đôi khi phải là đối diện với những cái thất bại. Vậy thì bạn có một vài câu chuyện nào về cái kỷ niệm về chiến thắng hay là thất bại khó quên trong cái sự thi đấu của mình tới thời điểm này không? Vâng, thì cùng trong một cái năm ấy, em nhớ là cùng trong một năm thì cùng vừa có thành công và có thất bại. Thì cái năm đấy là cái năm 2014, cái năm mà mình mất cái chiếc vé vào World Cup Thái Lan ở trên chính sân nhà của mình. Nói chung thất bại rất là cay đắng ạ. Nhưng mà cũng chính năm đấy thì ở luôn khoảng tháng 9, tháng 10 cuối năm thì mình lại vượt qua Thái Lan để vào trong bốn đội mạnh nhất trong cả Asian Cup. ASEAN đấy ạ. ASEAN đúng rồi, mình cũng Vâng, nhớ về trận vâng. đấu đó. Vâng. Một trận đấu Ừ, mà cũng chứ. các quý Việt Nam đã thi đấu rất là quả cảm. Vâng. Mình không nhớ không nhầm thì nó là chúng ta đã bị dẫn bàn đúng không? Vâng, mình bị dẫn theo mình lại lộn ngược Sau đó dòng mình lại theo vừa cái tỷ xong số đúng cao không? 2-1. Một Vâng. trận đấu rất là cảm xúc. Thì cái năm mà nó có trong có trầm ạ. Vậy thì năm 2017 là một năm mà tương đối là thành công với Tuyết Dung và đồng đội khi mà đã mang về cho Việt Nam một tấm huy chương vàng ở Mã Lai. Và bạn có thể cho khán giả biết hơn về cái cảm xúc của bạn, một cái người trong cuộc lúc đó như thế nào được không? Nói chung là bao giờ ở trên cái đỉnh vinh quang ấy sướng, sung sướng lắm nhỉ.
hạnh phúc rồi, tất cả hòa vào với nhau rồi ơi. Cái về về từ trên đường, từ trên từ sân trở về ấy, mọi người ôm nhau rồi, nói chung để khi thất bại cũng có những giọt nước mắt, nhưng mà khi chiến thắng cũng khóc, tất cả khóc sướng. Thì họ đã không uổng công mình tập luyện bao nhiêu ngày tháng, và khi đạt thành tích thì đó là cái thành tích mà mình mang về cho người hâm mộ. Em thì đấy là một cái niềm rất là vinh dự. Và quả thực là cả cái SEA Games đó thì qua từng trận đấu thì tuyển Việt Nam thi đấu rất là hay và đã để lại rất nhiều ấn tượng cho khán giả. Ban đầu là từ những khán giả rất ít ỏi trên sân khấu thì các bạn đã lôi được khán giả đến với trận chung kết. Vậy thì hiện một câu hỏi mình muốn đặt ra hiện nay đó là cái sự phát triển của bóng đá nữ. Thế thì một cái vấn đề đặt ra hiện nay đó là cái thu nhập cũng như là cái sự quan tâm của mọi người dành cho bóng đá nam và bóng đá nữ, thì chúng ta rõ ràng là vẫn còn một khoảng cách rất là lớn, và không chỉ là ở Việt Nam mà còn trên cả thế giới. Thì bạn mong đợi gì từ những cái sự thay đổi đến với bóng đá nữ trong thời gian tới? Bạn thấy thì giữa bóng đá nam với bóng đá nữ ở Việt Nam mình thì vẫn có sự chênh lệch khá là lớn ạ. Như mọi người biết thì cái sự quan tâm mình cho bóng đá nam nó phải nói là quá trời luôn. Tại vì như mọi sau cái thành công của Ba được rồi thì cả nước ăn mừng, cả nước ra đường ăn mừng. Mà cái điều đấy mà kể cả bọn em vô được SEA Games cũng chưa bao giờ được trải qua cái cảm giác như thế. Chưa bao giờ được trải qua bóng đá nữ dù có là thế nào. Em cảm giác như bóng đá nữ dù có vô địch như thế nào cũng không bao giờ trải qua cảm giác mà cả tất cả mọi người ra đường ăn mừng, rồi tất cả mọi người cùng nồng nhiệt như thế. Còn vậy thì có khi nào bạn và các đồng nghiệp chạy lòng về điều đó không ạ? Nếu mà em nói là không thì cũng không đúng, vì theo em thì thật sự mà nói thì nhiều khi thật sự là nhìn được mắt ra rồi bọn em có chạy lòng ạ. Tại vì khi mình cảm giác khi mình cũng dành được rất là nhiều vinh quang ấy, nhưng mà mình chưa bao giờ được chào đón một cách đồng nhiệt như thế, nên cảm giác rất là chạy lòng. Nhiều khi cảm giác nhìn thấy rất là tủi thân ạ. Nhưng mà bọn em cũng lấy đó là động lực để làm sao mà cố gắng thi đấu thật tốt ở cái giải đấu sắp tới ạ. Vậy thì bạn mong đợi gì, cái sự thay đổi nào đến với bóng đá nữ trong thời gian tới ạ? Em cũng hy vọng là tất cả có nhiều mạnh thường quân hay có nhiều doanh nghiệp ấy, đầu tư và quan tâm đến bóng đá nhiều hơn đấy. Đầu tư làm sao tìm cho thế hệ trẻ, vì thế hệ trẻ đối với bóng đá nữ rất là quan trọng ạ. Làm sao tìm đầu tư để cho cái thế hệ trẻ, để từ cái lứa cái cận của em, cái lứa cái nữ cái cận được cao cho nó thật là tốt ạ. Thì khi đấy bóng nữ Việt Nam mới phát triển và mình có thể làm sao vượt qua Đông Á để mình theo các đoàn chị như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Bạn vừa mới nói tới là cái câu chuyện đào tạo trẻ đúng không? Rõ ràng là ở Việt Nam của chúng ta thì vẫn có một cái tâm lý, tức là gần như là khi mà chúng ta chiến thắng thì chúng ta bắt đầu là mới thấy cái sự quan tâm. Thế còn rõ ràng là chúng ta chưa có một cái sự chuyên nghiệp, thực sự là chuyên nghiệp trong cái việc mà đào tạo rồi bài bản đầu tư, thì chúng ta đang thiếu điều đó. Và đó có lẽ cũng là một trong những cái điều mà bạn mong muốn về sự thay đổi đúng không ạ? Không chỉ là bóng đá nữ và cho cả bóng đá Việt Nam. Câu hỏi mà mình luôn đặt ra với tất cả những người mình phỏng vấn đó là cái định nghĩa của bạn về cái nghề nghiệp của bạn đó, về bóng đá nó như thế nào và nó đã thay đổi cuộc sống của Tuyết Dung ra sao? Đối với em thì bóng đá nó là một điểm mê, nhưng mà bên cạnh đấy bóng đá cũng mang lại cho em rất là nhiều. Chính vì theo ông đá thì em mới nên thứ nhất là được đi đây đi đó, ra nước ngoài biết rất là nhiều nơi. Nếu như mà em ở nhà thì cái cuộc sống của mình đã là không phong phú như được như thế, và bóng đá cũng mang lại cho em rất là thứ nhất là có thể thiết thực, rất là về vật chất nó giúp mình không phải là nhiều như đồng nghiệp nam, nhưng nó giúp mình trang trải cuộc sống. Có thể là em đi học đại học nó trang trải cho em cuộc sống học đại học, rồi có thể giúp bố mẹ được phần nào, giúp cho bố mẹ phần nào mỗi khi giải đấu mà mình có thành tích ấy, mình có chút tiền thưởng ấy, thì mình cũng trang trải được rất là nhiều thứ ạ. Bây giờ thì mình muốn nói nhiều hơn về bản thân bạn. Tức là năm 2016-2017 thì bạn đã được trang web của FIFA đấy, gây chú ý với một hai bàn thắng bằng cả hai chân khi mà đá phạt góc. Cũng trong năm 2017 thì bạn đã được BBC phỏng vấn cũng như là bình chọn là 100 phụ nữ truyền cảm hứng và sáng tạo thế giới. Thế thì cảm xúc của bạn như thế nào, và bạn nghĩ rằng là
Mình đã thực sự là đã giúp truyền cảm hứng tới một cái phần nào đó của thế giới hay chưa? Nói chung là em hai cái bàn thắng đấy, nói chung là nó cũng hai bàn thắng rồi, khiến mọi người cũng nhớ đến ạ. Nhiều khi ra đường nhiều người cũng nhận ra bảo Tết Dương được không, ghi bàn thắng cả hai bàn thắng hoặc là phải không, thì nhiều người rất hỏi đến, thì người ta nhìn người ta gặp em, người ta biết nhận ra em, thì người ta bảo ghi hai bàn thắng cả chân trái phải đây, thì mình cảm thấy cũng nói chung là người ta nhận ra mình cũng thấy vui vì rồi mọi người chúc mừng. Nhưng mà đối với em thì đấy cũng không phải là vấn đề quá lớn. Mục tiêu của em là luôn không dừng lại ở đấy, bản thân luôn đề ra cho mình là làm sao có thi đấu thật tốt hơn nữa từ câu lạc bộ đang tuyển, chinh phục cái mà mình chưa chinh phục được thì mình phải chinh phục như cái vòng loại sắp tới. Mình rất là khó khăn, làm sao phải cố gắng vượt qua chính mình. Còn cái bài báo mà BBC bình chọn cho em thì em cảm thấy mình cũng rất là may mắn thôi. Tại vì cũng rất là may mắn khi được BBC chọn là vào top 100 người phụ nữ. Cũng thấy tự hào ạ. Về nhà rồi bố mẹ gọi điện, rồi bố mẹ bảo là mọi người hỏi thăm nhiều, mọi người xem TV rồi tin tức ấy, rồi mọi người đến nhà hỏi thăm, mình cảm thấy cũng thấy như vui và tự hào. Rồi bố mẹ cũng cảm thấy bố mẹ cũng vui vì được mọi người quan tâm và chú ý đến đến con mình ạ. Thì cứ thấy mình cũng may mắn rất là nhiều ạ. Rõ ràng là bạn đã trở thành người nổi tiếng đúng không ạ? Với Vâng. bóng đá đem lại cho bạn cái điều đó. Vậy thì độc giả muốn biết là Tuyết Dung ngoài đời thì ngoài đời thường thì bạn là một người như thế nào và Có thể nói trên sân như nào thì ngoài đời em cũng như thế ạ. Ngoài đời em cũng rất là cá tính ạ, ăn mặc rồi cũng cá tính. Nói chung là mình cũng có thể là vì trước nghề nghiệp của mình ấy, thì mình cũng bị theo ấy. Rồi mình cũng cá tính ra ngoài, trên sân như nào ra ngoài mình cũng cá tính như vậy. Mình cũng có hơi chút nổi loạn một chút. Nói chung là em cũng ăn mặc phong cách nhãng hơi tomboy một chút ạ. trên sân bóng thì bạn thi đấu ở vị trí tiền vệ và có những cái đường chuyền rất là dứt khoát và những cái bàn thắng rất là đẹp. Vậy thì một câu hỏi nữa mình muốn dành cho bạn đó là cái tâm điểm của năm 2018 này, đó là những cái giải đấu ở phía trước thì bạn Vâng. có cái mục tiêu nào dành riêng cho bản thân mình cũng như là với cùng đội tuyển của mình không cho năm 2018 này? Vâng, 2018 thì có rất là nhiều giải đấu quan trọng mà và giải đấu quan trọng trước mắt nhất là vòng chung kết tại Jordan, thì bản thân em và cũng như mọi người đang tập luyện rất là tích cực ạ. Bọn em đã có hơn 1 tháng tập luyện cùng nhau rồi, bọn em đã tập luyện từ 16 Tết rồi, thì bọn em đã đặt ra cho mình cái mục tiêu làm sao mà cố gắng phấn đấu nhưng vượt qua chính mình ạ. Khó khăn trước mắt rất là nhiều, mình gặp ba đối thủ mạnh hàng đầu châu Á thì làm sao bọn em phải cố gắng hết mình, vượt đoàn kết và vượt qua thử thách. Biết đâu được thấy mình lại làm cái lịch sử giống như đội U23 thì sao ạ? Vâng.